phủ, âm phủ. Vì sao? Nói đi em phân tích cho anh coi. Nơi nào có đường xá? Đường xá tức là ở dưới âm phủ có cái cầu Nại Hà đâu này nọ. Có đường mới bắt qua cầu. Đúng rồi, có đường mới bắt qua cầu. Nhưng không có xe cộ. Ở dưới người ta đi lướt không phải xe cộ. Có nhà ở nhưng không có người. Đúng rồi, là mình đôi đây mình đốt nhà xuống là có nhà dưới nhưng mà hồn không, mà không có ngự dưới. Đúng rồi. Có siêu thị công ty nhưng không có hàng hóa. Đó, siêu thị công ty ở đâu? Thì cái nhiều khi đốt siêu thị xuống luôn đó. Chính xác. Sẵn sàng. Trong bài hát ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa bé đến trường bằng phương tiện nào? Mời Tiến Lực. Đi bộ. Bắn bên đó mà bên đây còn giật mình. Dễ vậy mà không giơ tay trả lời. Đâu có, em dơ mà dơ không kịp anh Lực. Đó, nhà khổ đi đến trường đi bộ không em ơi. Câu tiếp theo, ai là người được vua Hùng Vương thứ 18 gả con gái Mỹ Nương? Mời Tiến Lực. Mới giờ đây. Trọng Thủy. Mai ăn tim. Hả? Không có, em nói ngày mai em đi tim. Đúng rồi anh ơi. Em sẽ kể câu chuyện vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỹ Nương được vua cha thương yêu rất mực, nhà vua muốn kén trong nàng một người chồng thật xứng đáng. Một hôm có hai chàng trai Sơn Tinh Thủy Tinh. Đúng rồi, hay quá, là mời theo anh. Ở một cửa hàng, ông chủ cửa hàng cố gắng hạ giá sản phẩm, còn người khách thì ra sức nâng giá sản phẩm lên. Tại sao lại ngược đời như vậy? 5 4 3 2 1. Đó chính là cửa hàng cầm đồ. Ý là mình cầm một món đồ á, mình càng nâng giá nó lên thì mình càng được nhiều tiền, còn ông chủ phải hạ giá đó xuống để cầm ít tiền hơn. Hay quá em ơi, em hay quá. Nhờ anh Giang đó em mới biết. Có cổ nhưng không có miệng là cái gì? 5 4 3 2. Cái chai. Bậy miệng chai. Có miệng. Rồi xong. Ủa da. Cái áo. Cái thành gì? Thành cổ loa. Có một người đang tắm biển, thấy cách đó 69 mét có một con cá mập. Hỏi sau 6 phút người bị làm sao? 5 4 3 2 1. Vừa. Bị ướt. Đúng rồi. Có thể hạ xuống chút được không? Để ngay bộ loa của tôi kỳ quá. Nó vô chỗ khác thôi kìa. Trái gì mềm đỏ mượt mà, không xanh không chín, thế mà quý ghê? 5 4. Trái gì màu đỏ mượt mà. 2 1. Đó chính là trái tim. Câu tiếp theo, trong truyện cổ nàng tiên cá đã gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? 5 4 3. Không có tuổi. 16 đúng không? 15 tuổi. Vì quy định là phải 15 tuổi thì mới được lên mặt biển. Trời, ai quy định? Câu tiếp theo, nàng tiên cá đánh đổi đôi chân để lấy gì? 5 4 3 2 1. Nàng tiên cá đâu có chân đâu. Nàng tiên cá không có chân để đánh đổi. Không có con mèo. Thì cứ trả lời không có chân mà. Con mèo. Hiện tại bức tượng nàng tiên cá đang nằm ở quốc gia nào? Trả lời. Thụy Điển. Bức tượng này tiếng gái đang nằm ở Đan Mạch, một cái nước châu Âu mà tôi quên. Lan gấp đôi số tuổi học. Câu này lẽ ra phải dành cho Lan Ngọc nè. Mọi người nói là Lan Ngọc học toán giỏi lắm. Lan gấp đôi số tuổi của Hồng. Hồng gấp 3 lần số tuổi của Cúc. Nếu Cúc 2 tuổi, hỏi số tuổi của Lan là bao nhiêu? 5 4 3. Thôi cho bị bắn đi. Suy nghĩ mệt quá. Lan gấp đôi Hồng. Hồng 3 lần Cúc. Cúc 2. Thì 3 lần của Cúc là Hồng là bao nhiêu? 6. Rồi Lan gấp đôi Hồng là bao nhiêu? 12. Đúng. Tỷ số hiện tại là 4-1. Ở lượt này đội của mình thắng rồi. Đây là cặp tiên đồng ngọc nữ mà chương trình đang chờ đợi. Em hiện tại đang là quán quân chương trình Nhanh Như Chớp. Đúng rồi. Đây là thành viên của đội quán quân, tức là đội vào tới trận cuối cùng, và đây là thành viên của đội vào trận đầu tiên. Ngọc, cái thời mình còn học phổ thông thì mình học giỏi nhất là môn gì? Em học giỏi nhất á là môn gì? Toán. Trời ơi, Anh tính toán rất nhanh vậy. 7 lần 6 nhiều. 7 lần 6 nhiều. 42. Chắc không em không biết. Đúng rồi, 749. 9 nhân 8 nhiều. Ê, nó nghe là thi đi. Thôi không ấy, mình đi thi đi chứ tự nhiên mình trà lết đây mình sỉ nhục nhau vậy. Ủa, hồi xưa đi học là học giỏi môn gì? Giỏi môn Anh văn. Lâm nói một vài câu thử đi. Đúng rồi. Hello Mary, hello Pita. Bài đầu tiên bài mở lòng á. Cái you need one là hello you Mary, one. Hello Peter đúng không? Peter school teacher gì đó. Có rồi. Bài đó em học được duy nhất là không giờ em biết đọc gì đó. Vậy sao mình nhận livestream sản phẩm nước ngoài được Lâm? Em lòng tiếng chị. Rồi, câu đầu tiên toán học. Chuyên môn nghe học nha. A sóc cách B 20 km về phía Bắc. B sóc cách C 90 km về phía Nam. Hỏi A và C sống cách nhau bao xa? 60 cộng 90 là bao nhiêu? 60 cộng 90. 150. Giơ tay lên anh. Giơ tay lên trả lời em. 5 4. Phải chích chùm đi. 3 2 1. Trời ơi, phải trả lời đó. A sống cách B 20 km về phía Bắc nè. B này về phía Bắc nè. B sống cách C 9 km về phía Nam. 90 trừ 20 còn 70. Về nhà tính đi, giờ tính không hiểu đâu. Cái này dễ, quá dễ luôn. Rồi, Peter là gì của Mary? Là bạn. Ủa anh hỏi cái gì vậy? Này hỏi cho vui. Đó, lại nè. Cái gì trong lông ngoài thịt? 5 lông ngoài thịt. 4 trong lông ngoài thịt. 3 2 1. Trả lời. Cái mũi. Chính xác. Có một cậu bé đang ngồi đọc sách, tự nhiên mất điện, không có một món đồ chiếu sáng nào xung quanh cả. Hỏi tại sao cậu bé vẫn đọc được? Mời. Cậu bé đọc buổi sáng. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều chính xác hết trơn. Em không trả lời được một câu nào luôn đó. Mà đối diện em nha Lâm là thần đồng của khu phố 7 nha Lâm. Trời, chuyên môn anh. Livestream tiếng Việt là gì? Trực tiếp. Một từ nữa. Phát trực tiếp. Hỏi cho vui. Ở nơi nào mà 30 người đàn ông và 2 người phụ nữ đánh nhau tán loạn? Cờ vua. Trời ơi, thiệt luôn á. Quán quân đó. Anh ơi, anh có nghĩ là anh chơi với em nổi hay không? Thông minh quá nơi Ngọc. Thiệt. Thông minh quá. Thông minh ghê trời, thông minh luôn. Câu này rất đơn giản luôn, thật lòng câu này rất đơn giản nha. Đừng nghĩ gì xa xôi gì vời. Ngọc nhờ anh câu nha Ngọc. Dạ. Có 3 cô gái tên Xuân, Hà, Thu cùng ngồi trên một chiếc ghế. Em thích còn một cô còn lại tên gì? Tên Tình Đông. Chưa hỏi mà tài lanh. Đó, anh nói dễ làm em chập trước nè. Hà không ngồi giữa, Xuân ngồi cạnh Hà. Hỏi ai là người ngồi giữa? Nhường cho anh đó. Bé Thu. Xuân mà. Không. Xuân. Bụng tét môi luôn á trời. Trời ơi, bụng tét môi luôn á. Nè. Nghe này. 3 người tên là Xuân, Hà, Thu trên một chiếc ghế. Hà không ngồi giữa là mới biết Hạ nè. Xuân ngồi bên cạnh Hạ thì là ngồi giữa rồi đó. Xuân ngồi giữa đâu? Xuân ngồi cái bên này, cái bên của Xuân. Chính xác. Hiểu chưa? Cứ cho là em hiểu nè. Cái con này nó bắn em mạnh ghê, em thấy đó nè. Em thấy nó đang nhát đạn cho nè. Em thấy đổ đạn nó sột nè. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài nướng trong à? Ăn ngoài bỏ nướng trong, ăn ngoài bỏ trong. Trả lời. Bắp chuối. Kính thưa quý vị, tôi nói thiệt lòng, đứng trước hàng triệu khán giả hâm mộ, tôi xin lỗi vì câu vừa rồi tôi có nhắc Lan Ngọc. Cái câu hỏi là bỏ ngoài nướng trong, anh nhắc hay là anh bỏ trong vậy? Là gì? Thì tôi đọc 2 lần, cái Ngọc nhìn tôi chỉ vô cái bắp chuối. Có nghĩa là gì? Đáp án là trái bắp. tôi. Đúng không? Bỏ, đúng không? Bỏ ngoài nướng trong. Bỏ ngoài nướng trong. Ăn ngoài bỏ trong. Bỏ ngoài nướng trong là bỏ cái vỏ. À, nướng trong nước, nướng. Ăn ngoài là ăn cái hạt, bỏ cái cùi. Không, em ăn cùi. Em gặm gặm dưới quê rất là ngọt cái cùi. Cái nước ở chậu là em có nước cái cùi. Là câu này sai đối với em. Câu này dễ nữa. Không có câu nào dễ đối với em thiệt sự nãy giờ. Ủa vậy sao? Quán quân. Em không mua dạ với mọi người ơi. Có một con trâu. Rồi. Đầu của nó thì hướng về phía mặt trời mọc. Nó quay sang trái 2 vòng và quay sang phải 1 vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Xuống đất. Đất. Người ta trả lời trước. Không chính xác, trả lời lại. Cái đuôi nó trên trời. Không chính xác. Người ta đúng rồi. Ủa sao anh hỏi em chi vậy anh Giang? Anh không giữ quan điểm của anh. Con trâu nó quay cỡ nào thì cái đuôi vẫn đất thôi. Thì em biết rồi, anh hỏi chi em chỉ lên trời. Thì mỗi khi con trâu nó cũng vịn cái đuôi lên mỗi lần mà. Có. Nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ. Có nhà ở nhưng không có người. Có siêu thị công ty nhưng không có hàng hóa. Ấp phủ. Em em trước. Em cho đại, đại phủ. Em cho Lê Dương Bảo Lâm trả lời luôn. Âm phủ. Âm phủ. Vì sao? Nói đi em phân tích trên coi. Nơi nào có đường xá. Đường xá tức là ở dưới âm phủ có cái cầu Nại Hà đâu này nọ. Có đường mới bắt qua cầu. Đúng rồi, có đường mới bắt qua cầu. Nhưng không có xe cộ. Ở dưới người ta đi lướt không phải xe cộ. Có nhà ở nhưng không có người. Đúng rồi, là mình đôi đây mình đốt nhà xuống là có nhà dưới nhưng mà hồn không, mà không có ngựa dưới. Đúng rồi. Có siêu thị công ty nhưng không có hàng hóa. Đó, siêu thị công ty ở đâu? Thì cái nhiều khi đốt siêu thị xuống luôn đó. Chính xác. Thiệt không anh? Nếu chương trình này quay hình ở dưới. Thôi chứ em. Nói làm như là có xuống dưới tham quan rồi. Ghê quá. Đáp án là bản đồ. Sáng chiều gương mặt hiền hòa, giữa trưa bộ mặt chói lòa gắt gay. Đi đằng đông về đằng tây, hôm nào vắng mặt trời mây tối mù. Mặt trời. Đây giơ tay trước. người ta nhẹ nhàng thôi, cái thời gian em nhảy lên là người ta đã giơ tay rồi. Trả lời. Mặt trời. Không chính xác, em có quyền trả lời. Không, em bị sai một em không. Em mặt trời. Hả? Mặt trời vẫn là em mặt trời bé con. Tức là em vẫn trả lời mặt trời. Mặt trời. Người ta chính xác rồi thì em trả lời làm gì nữa? Thì anh hỏi. Câu cuối cùng. Em nhường cho anh luôn á. Anh bị nát mặt rồi anh không cần em nhường, em hiểu không? Cứ bắn cho nát luôn đi em. Thật chơi sự dễ. Show về má nhận không ra. Câu này thật sự dễ và nhà ai cũng có. Cái gì có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng? Em, cửa sổ. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Ủa, đáp án là cửa kính. Cửa sổ kính. Là cửa sổ có 2 loại, là cái chất liệu bằng gỗ, chất liệu bằng kính, của bằng nhôm. Thì nhà em là cửa sổ bằng kính, hợp lý. Sao là cửa sổ bằng kính? Anh sao vậy em nói vậy mà anh hỏi lại đi, em biết trả lời sao luôn á. Thì cửa sổ nó bằng kính cường lực. Lỡ cửa sổ trời thì sao? Thì ta cửa sổ rồi được rồi, anh sẽ bắt em giải thích hoài anh Giang. Mình phải giải thích cặn kẽ cho quý vị khán giả hiểu chứ. Khung cửa sổ 2 nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Vừa. Chính xác. Rồi, như vậy là sau phần thi này thì em có hài lòng với chương trình không? Dạ, đó. Dạ hài lòng, chứ nói không hài lòng tao không mờ nữa. Lan Ngọc 7 và Lâm 2. Tỷ số ở trò chơi nhanh tay nhanh trí là Huệ. Và tỷ số chung cuộc hiện tại vẫn là 4 và 2. Chúc mừng. Yeah. Thêm một vòng nữa đi. Mình tổ chức thêm một game nữa. Một câu nữa thôi. Đúng rồi. Thời gian như thôi đưa. Chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ dành tặng cho 2 bạn. Ai không trả lời được là bắn liên hoàn luôn nha anh. Đúng, liên hoàn. Đòi hả mày? Xe hơi chạy bằng xăng hoặc dầu, nhưng người ta vẫn gọi đó là xe hơi vì sao? 5, 4, 3, 2, 1. Bởi vì trong chiếc xe đó, động cơ của nó là hơi nước. Chiếc xe đầu tiên của nó động cơ là hơi nước. Trả lời. tại xăng và dầu, tại sao vẫn kêu là xe hơi? Dù nhiều khi mà không coi kỹ nó sẽ bị bốc hơi, là bị ăn trộm. Đúng rồi, có thể bốc hơi. Đây là câu hỏi không phải trong bộ câu hỏi của chương trình, nên không cần đáp án, hỏi cho vui.